Harry Won tự nhận vô duyên. Harry Won và Diệu Nhi xin lỗi thí sinh Mạnh Kiên sau nhiều lần góp ý người chơi vô duyên tại show hẹn hò Đảo Thiên Đường. Tối 27 tháng 7, trong tập 3 chương trình Đảo Thiên Đường, Harry Won, Diệu Nhi, Á hậu Thảo Nhi Lê và đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục ngồi ghế ban bình luận. Tập phát sóng mới nhất có thêm ca sĩ Văn Mai Hương. Tham gia lần đầu, Văn Mai Hương bắt bài Diệu Nhi. Hai tập trước, nữ diễn viên liên tục có định kiến về người chơi Mạnh Kiên. Giờ đây tôi thấy Mạnh Kiên thú vị, không sợ người khác đánh giá. Ngay từ lần gặp đầu, bạn không ngại thể hiện mình. Tôi đang thấy có lỗi vì có những đánh giá không tốt dành cho Kiên. Tôi thấy mình đang bị đánh giá người khác qua bề ngoài, Diệu Nhi xin lỗi. Đồng ý kiến với Diệu Nhi, Harry Won gửi lời xin lỗi đến người chơi Mạnh Kiên. Tôi xin lỗi vì sau hai tập vừa rồi, do tôi vô duyên chứ Mạnh Kiên không vô duyên. Bạn ấy thú vị, đó là những gì tôi và Diệu Nhi muốn gửi đến Kiên, Harry Won nói. Trong tập mở màn sâu Đảo Thiên Đường, Mạnh Kiên liên tục bị dàn cố vấn góp ý về việc tung miếng hài nhạt, khiến người chơi nữ sợ. Thảo Nhi Lê thậm chí nhận xét Mạnh Kiên vô duyên trên sóng truyền hình. Trong tập 3 Đảo Thiên Đường, thành viên tập trung khai thác sự việc ở nhà chung. Người chơi lần đầu chia sẻ thông tin cá nhân, tìm hiểu đối phương. Ngoài những gương mặt quen thuộc ở hai phần chơi trước là Bùi Khánh Linh, Thu Uyên, Mạnh Kiên, tập 3 Đảo Thiên Đường có thêm người chơi U Công. Nam DJ từng xuất hiện trong chương trình Giáp Việt được ban tổ chức ưu ái, có thể chọn ngay cô gái để hẹn hò. Nam DJ sau đó chọn Lee Jae In, cô gái nổi bật nhất trong show, từng là idol đảm nhận vị trí hát chính để tìm hiểu. Trong phần trò chuyện, U Công nói về Jae In, gương mặt của em là điều đầu tiên đập vào mắt anh. Anh nghĩ đó là tín hiệu tốt, em là cô gái thú vị và có nguồn năng lượng mạnh mẽ. Sẽ có nhiều chàng trai bị em thu hút bởi năng lượng này. Ở cuối show, người chơi nữ bước vào thử thách bãi biển. Người giành chiến thắng chọn chàng trai yêu thích và có buổi hẹn hò phong cách 2 ngày 1 đêm. Người chơi Juna Vũ thắng ở vòng cướp cờ. Sau đó, cô giành quyền phân cặp đấu. Bùi Khánh Linh và Thu Uyên sau đó thắng người chơi đến từ Hàn Quốc. Ở vòng cuối, ba người chơi Juna, Bùi Khánh Linh và Thu Uyên có màn tái đấu và Hoa hậu Thu Uyên giành chiến thắng cuối.